Rồi tiếp tục các bạn mọi người cùng xem nha. Các bạn mình xem nha các bạn. Tiếp tục lặp lại mình xem nha. Chúc đang chờ các bạn. Con thề chắc chắn này lúa sập. Sập sắt bên đây các bạn. Thầy mình sập phải nha các bạn. Lúa này chắc giống đại thơm các bạn nha. Lúa mà sập các bạn. Thầy chắc mình lúa đứng các bạn nó băng các bạn. Chất lượng bữa nay chắc đang chờ chút xíu nha. Chắc còn băng trùng còn chưa các bạn. Rồi bắt đầu sẵn sàng chuẩn bị các bạn. Các bạn thấy chưa, đây C60 các bạn. Đây là chạy vực lúa đại thơm các bạn. Sao rồi? Hình như cắt sao hình như bị vô cái gì hết trời. À hình như cắt lúa nên bị dính lỗi. Các bạn thấy gì chưa các bạn? Hôm nay bạn cần coi nó đi các bạn. Đây bạn cần mình xem đang chờ chút xíu nha. Rồi bữa nay mình quay lại các bạn. Bữa nay mình đứng đi lại gần mình cho mình quay chia sẻ mình cái chiếc máy C60 các bạn.
này mình đi các bạn. Hồi nãy máy nó xuống các bạn ơi. Các bạn nghe chưa, chỗ này hơi sập các bạn. Rồi mình các bạn thấy chưa, bữa nay chạy chậm các bạn. Rồi mình chúc mình đang chạy chút xíu nha. Rồi bữa nay chắc đã ra nhau mà nó xuống các bạn, xuống bạn cần nha. Bữa nay bò ba các bạn. Chạy vực lúa đầy thơm các bạn. Kể chưa, tốc độ các bạn. Tiếp tục các bạn, toàn cảnh quay máy cắt C60 chạy vực lúa đại thơm các bạn. Rồi
960 này sẽ động cơ V2403 phúc tông 8.9 phút anh nha các bạn. Rồi chút xíu chút đang chờ mình xem nha. Rồi bạn cần xuống các bạn. Rồi có kỹ chạy vượt núi này thơm các bạn. Đây giờ chưa? Quá chạy các bạn. Kubota DC60 chạy vượt lúa đầy thơm các bạn. Rồi chào bạn mọi người nha. Hôm nay mình sẵn nhập mà có yêu cầu mình mua máy bán máy, rồi bạn liên hệ số máy điện thoại đó chính là 02853 189 685. Nhập mà có yêu cầu mình để mình ghi số điện thoại nhập mình xem nha. Xin tạm dừng kết thúc. Hẹn gặp lại trong tuần sau nha.